Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trình bày đồ thị khi viết bài. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình làm nghiên cứu, tuy nhiên cũng khiến cho rất nhiều bạn bối rối. Nào thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi là Tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Đầu tiên chúng ta cần phải nhận biết được các dạng đồ thị. Tất nhiên sẽ còn có một số loại đồ thị khác nữa, nhưng tôi muốn đề cập ở đây là bốn cái loại đồ thị chính mà chúng ta thường hay sử dụng. Đó là đồ thị dạng thanh tiếng Anh là bar chart, dạng đường tiếng anh là line chart dạng bánh tiếng anh là pie chart và dạng bản đồ đó là tiếng anh là map theo kinh nghiệm của tôi tôi đưa đưa ra đây một số các cái nguyên tắc để bạn có thể tham khảo thứ nhất đó là biểu đồ phải có tiêu đề tiêu đề thì phải rất là phải rõ ràng và đảm bảo cho người đọc có thể hiểu được ý nghĩa của cái bản đồ đó tiếp đến đồ thị phải cân đối màu sắc phải tương phản và không dụng nên dùng quá nhiều loại màu sắc bởi vì như vậy sẽ khiến cho người đọc rất là khó phân biệt các cái trục của biểu đồ thì phải có đơn vị và phải được giải thích rất là rõ ràng. Các cái chú thích cho toàn bộ bản đồ thì cũng cần phải rõ ràng và tránh sử dụng các cái dạng hình khối 3D. Đây là ví dụ về đồ thị dạng thanh. Chúng ta thấy là biểu đồ bên trái vi phạm rất là nhiều các cái nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là trực số thì bắt đầu từ 5, đáng nhẽ thì phải xuất phát từ trục tọa độ là là 0. Thêm nữa kích thước của các cái thanh thì rất là bé và giá trị thì đặt nằm trong thanh nhưng là rất là khó nhìn. Vì thế bạn nên chuẩn bị theo hình ở phía bên phải, trông rất là đẹp và rõ ràng. Tiếp theo một cái dạng biểu đồ nữa đó là biểu đồ dạng đường và chúng ta thấy cái biểu đồ ở phía bên trái thì trông rất là rắc rối, quá nhiều thông tin, rất là nhiều đường kẻ và không cần thiết. Bạn có thể học theo các cách trình bày ở cái biểu đồ ở phía bên tay phải. Đối với các dạng biểu đồ thì biểu đồ dạng bánh thì không được khuyến nghị sử dụng nhiều. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà bạn vẫn phải sử dụng thì bạn nên vẽ làm sao cho nó rõ ràng và giống như cái hình ở bên tay phải. Hình ở bên tay trái thì bạn để ý là nó đã bị phân chia ra thành quá nhiều các cái mức độ và với quá nhiều màu sắc khác nhau nên là rất là khó theo dõi. Tiếp theo đối với dạng bản đồ thì bạn nên cũng nên học cách trình bày ở phía bên tay phải và khi bạn nhìn thấy cái biểu đồ phía bên tay phải thì nó màu sắc của nó rất là dễ theo dõi và ở phía dưới nó có cái thanh thể hiện là ở các cái mức độ khác nhau. Biểu đồ ở phía bên tay trái thì trông rất là rối rắm, các cái chú thích thì rất là sử dụng quá nhiều màu và như vậy thì bạn rất là khó theo dõi. Đây là một ví dụ về biểu đồ dạng đường mà tôi đã trình bày trong một cái bài báo đã được xuất bản của tôi. Như bạn thấy nó có tiêu đề này, các cái trục thì được định nghĩa rất là rõ ràng, màu sắc thì dễ nhìn và dễ phân biệt giữa các cái đường. Tiếp theo thì là một cái dạng biểu đồ dạng đường khác. Cái này thì cũng đã được xuất bản trên một cái bài báo của tôi. Bạn nhìn thấy đấy nó trông nó cũng rất là dễ hiểu và ở đây bạn có thể thấy là nó có thể hiện là cái khoảng tin cậy 95% nữa. Còn đây là cái biểu đồ dạng thanh. Cái biểu đồ này thì cũng đã được xuất bản trên một bài báo. Ở đây là có hai cái biện pháp can thiệp mà một biện pháp thì được uh mô tả bằng màu xanh và một một cái thì sẽ được mô tả bằng màu đỏ trục hoành thì thể hiện cái tỷ lệ phần trăm chi phí của từng cái loại dịch vụ mà các cái loại dịch vụ này được thể hiện ở trên cái phần tục, trục tung hy vọng là đến đây thì bạn đã có thể hiểu được tư duy và định hướng cơ bản khi trình bày các cái biểu đồ trong nghiên cứu của mình tôi sẽ dừng cái video này tại đây và hẹn gặp lại bạn trong cái video tiếp theo của tôi nếu có câu hỏi gì thì bạn có thể để lại ở trong phần comment phía dưới xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi